Này có dịp dắt mấy bạn đi làm nem với làm bì. Mới đầu xin quay cái chỗ làm tao không có cho. Tao nói quay lên công thức tao lỗ gá trơn rồi mới mốt lấy gì bán ông nội. Tôi nói trời trời, không lẽ con quay cái công thức của bà lên làm gì? Tại vì bây giờ con bán nem của bà mà bà không có cho con quay lên rồi sao tao biết bà làm sao bà nội? Rồi có sạch sẽ không, có an toàn không đồ này kia. Trời đất ơi, của tao là có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm đàng hoàng, đạt ô cốp 3 sao luôn của người ta công nhận. Rồi mày nói vậy thôi mày đừng có bán. Ê, có nghĩa là bà không có cần tôi phân phối luôn đó mấy má. Mà sản phẩm của bà cũng bán ở trong siêu thị nữa. Xong cái tôi năn nỉ hoài từ ngày này cho tới ngày nọ, bữa nay mới lên quay được. Mà đi quay vậy nè, bà theo bà gình tôi là cái khúc ướp mắm muối đường bột ngọt á, bà đâu có cho tôi quay trọng lượng lên. Tôi nói không lẽ con làm gì trời, bà làm quá về tôi làm nem tôi bán luôn. Máy này nó không có chức năng xay nha mấy bà, cái này nó chỉ trộn thôi. Sau khi mà ướp thịt với da lại rồi đó thì bắt đầu để qua cái máy đó trộn, trộn xong rồi bắt đầu nó đánh ra từ cục vậy đó. Ban đầu có biết đâu là tưởng đâu là nem á, là thịt người ta xay ra, người ta nấu, người ta xào lên. Không nha mấy má, trong nem có bì, có da heo nữa. Rồi bắt đầu á, người ta đánh lên. Sau đó bắt đầu cái mình ngồi mình gói lên vậy. Thôi kệ đi, giờ xin qua cái khâu gói. Mấy chị nhân viên ở đây làm ngày làm đêm mà đâu có đủ á, cung cấp ra thị trường. Tại vì bên đây á, người ta vừa phân phối sỉ lẻ, rồi các cửa hàng bách quá, tập quá, thậm chí phân phối trong siêu thị nữa. Bởi vậy cái lượng nem bì ngày nào đi cũng lớn chứ. Một viên nem á, thì sẽ gồm có một cái lá chùm ruột, một miếng tỏi và một trái ớt. Có ai ở đây ăn cay không được giống nhân không trời. Để vô cho ngon vậy chứ cắn lần chút xíu à, cắn hết trái đó cho tao nói nha. Tè đai trong quân luôn. Mà ở đây đa phần là tiện mấy chị không à. Tao nói ngang tay nghề cao nha mấy má. Mấy ba làm gấp ghẻn rồi để xong chiếc đó. Rồi còn cái này nữa nè. Nhiều bạn comment nói ủa sao có chỗ nem bán 15.000 hộp, 20.000 hộp, 25.000 hộp, rồi 30.000, 50.000 cũng có nữa, là lý do gì sao? Lý do rất là đơn giản luôn mấy bà. Đó chính là cái hộp nem của các bà càng nhiều càng bự thì nó càng mắc tiền chứ không có gì hết trơn. Nhân lấy ví dụ nha, cái cục nem này nè, nguyên một hộp á, có một hộp là 160g, 180g, 200g, 250, 300g. Nhưng mà tại vì mình mua mình bị thị giác đánh lừa, mình tưởng cái hộp nào cũng giống cái hộp nào, mình đâu có gành. Mua về rồi mới biết là cái cục nem nó nhỏ hay là cục nem nó bự. Mà phổ biến nhất cái cục nem vừa ăn theo nhân là 180 cho tới 200g. Có nhiều bà mua ghẻ hí hơ hí hần. Một là cái cơ sở không có chất lượng, hai là biết sao không, cái cục nem nó nhỏ xíu. Hồi nãy là mình làm nem hộp rồi, còn bây giờ là làm nem lá là nó cực hơn tí xíu nữa. Mấy cái loại nem lá thì phải qua ngoài đây quấn đè ép cho nó thì chặt lại vậy nè, rồi lấy từng cọng dây buộc. Thay vì mà mình bán offline đó, thì lá này nè không có cần phải bọc bao ni lông. Còn cái này là hàng đang làm cho nhân bán online, cho nên là ở ngoài cái lớp lá thì sẽ bọc thêm một cái lớp ni lông nữa để cho lá nó đừng có bị mau vàng nó thúi á. Nhưng mà theo kinh nghiệm nè, bà nào biết ăn nem rồi đó thì cái lá nem nó vàng vàng á, ăn nó mới ngon. Còn nem mới gửi về ăn nó đâu có ngon đâu mấy má, bở nghiệp mã ngọt ngay nữa. Nem này á phải để ít nhất tầm 2 cho tới 3 ngày, khi mà mới làm để 2-3 ngày xong nó lên men nó chua rồi đó, mình ăn vào mình cảm thấy nó chua chua ngọt ngọt hợp khẩu vị thì mình mới để trong ngăn mát tủ lạnh. Nem hộp hay là nem lá gì cũng y chang vậy trơn á, mua về mà để ở trong tủ lạnh liền á thì nó chết men, là nó sẽ không bao giờ nó chua lên được nữa. Nem lá hoặc là nem hộp mỗi chục đều có cái ngày sản xuất và hạn sử dụng rất là rõ ràng, bởi vì đó là cái quy định chung của ngành hàng thực phẩm. Rồi giờ mấy bà an tâm nem của bên nhân chưa?